số lượng nhiều thì mình mới giao đúng không? À, tôi lệnh ít thì giao cũng được, nhưng mà gần gần, còn xa quá nhiều khi cũng còn chứ. Nhiều khi xa quá đặt có từ có nhà xíu mà chừng trăm trăm mấy đi ở đây lên tới Bờ Giáp đồ này nọ chắc là đi cũng được. Dạ. Hiện tại thì cái số lượng của mình thì bây giờ là cũng tăng lên đều là một ngày 40 con hả chị? Không, có hôm qua nay. À, có hôm qua nay, tại vì chim mới rồi bán ra nay. Từ đây mới bán ngày thứ tư, ngày nay nó ngày thứ tư thôi. Thì nó ngay bình thường thì ngày thứ bảy cho giờ tiệm nay. Thì hiện tại bây giờ ngày hôm nay là gì là 40 con. Nhưng mà vì luộc hiện tại giờ chỉ có 35 con thôi. Vì để tủ khi nào mà nó chút nữa mà nó thấy mà bán được thì chị mới luộc thêm. Chuẩn bị là chuẩn bị 40 con. Tức là một ngày là gì bán 40 con đó hả? À, là những ngày đông như vậy. Chứ sau mùa dịch tới giờ thì dì ba bán ế lắm. Dì ba bán chừng mười mấy, 20 con mà. Trước mùa dịch thì dì bán đông lắm. Tại vì bán nay là mười mấy năm rồi. Dì ba thấy như thế nào khi mà cho chỗ chỗ viên á bán cái ngay chỗ vị trí này dì ba? Sao? Tức là dì ba cảm thấy như thế nào á sau một thời gian mà cho viên bán ở ngay chỗ có vị trí trước quán của dì ba? Thì mình thương nó, mình cho nó bán chứ mình không suy nghĩ gì, nhưng dì đâu có ngờ là nó bán gì là có mấy chú là quay đâu. Dì đâu có biết. Thấy nó tội nghiệp thì dì giúp nó thôi. Nhưng mà nó cũng bây giờ thì bây giờ hiện tại là dì cảm nhận là nhờ có nó mấy chú quay rồi thì lên mạng người ta cũng mua cháo mua gỏi ủng hộ quán gì. Thì cũng mừng dì ba ha. Thì mình cứ giúp người đi rồi ông trợ cho là hơn rồi con ơi. Mấy hôm nay cũng được nhiều người quan tâm rồi là hỏi thăm dì ba thì dì ba có thấy thế nào? Ở bên Mỹ còn gọi điện thoại về hỏi thăm nữa đó. Chị cảm thấy ba năm nay nhiêu tuổi chị ba? Lắm á. Chị nay sinh 70 rồi đó con. Tuổi con rồng sinh 52 đó. Chị ba khỏe quá trời. Chị ba là được mấy anh chị? 4. Dạ. Nhỏ cái lớn mình là đứng trụ quán này đó, mà tại vì hôm nào hôm nay nửa tháng 2 là nó bệnh. Nó bệnh nó mổ. Thành ra nó nằm một phòng nó cũng đi lại được rồi. Thành ra chị phải trực tiếp quản lý quán. Chứ hôm trước thì chị ba không thả chút. Muốn ở đây thì ở, không ở về nghỉ ngơi có nó, mà tại hôm nào hôm nay nó bệnh, thành ra chị phải trực tiếp 24/24 ở đây. Thì thời gian gần đây là cũng có nhiều người ở nước ngoài gọi về hỏi thăm chị ba. Là cảm ơn chị. Thì gì cũng cảm ơn lại, tại vì những người đó tâm gửi tiền quà cáp được cho anh Viên. Mình cảm ơn lại phụ thôi. Có cái ông nói bên Úc đó. Ở bên Úc đó, ổng cũng gọi điện thoại cho anh Viên, cái ổng gửi đưa điện thoại cho gì nói chuyện á. Cảm ơn quá chừng luôn. Ông nói nếu mà không có dịp về Việt Nam á, thì ông sẽ ghé quán ăn ủng hộ, rồi ông chắc chắn cũng mua về luôn. Ông cho như một đại gia đình nhà ông luôn. Mua cháu Việt của dì ba đúng không? Thế quán dì ba thì mình vẫn bán là 24/24 chứ có ngày nào không ạ? Dì bán là 12 giờ trưa mới bắt đầu bán, 8 giờ chiều. 12 giờ trưa đến khoảng 9 giờ. Không, từ 12 giờ trưa đến 8 giờ khi nào hết không? Có khi bán 8 giờ là hết rồi, nhiều khi ngồi tới 11 giờ liền luôn. Thế thì mình có nghỉ ngày nào không chị? Ít nghỉ lắm con mày, ngoại trừ trường hợp có tiệc tùng hay là gì, ít nghỉ lắm.